Này shop em về một mẫu quạt tích điện nha anh chị em, rất là khỏe và chắc chắn. Bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua về cái quạt này cho anh chị em dễ sử dụng này. Đây là một cái sạc chân nhỏ cắm trực tiếp cho anh chị em nào nếu mà không biết dùng sạc cốc này. Đấy, sạc cốc thì cũng rất là dễ dùng, nhưng mà đây là dùng cho những người nào mà khó dùng thì mình sẽ dùng cái sạc này sẽ tiện hơn. Đây là bộ quạt Makita này. Đây em sẽ cắm cho anh chị nhìn luôn này. Đấy, bây giờ em sẽ test các chế độ gió cho anh chị em nhìn nhé. Đây là cái cách mà mình lắp pin vào để mình sạc này. Đấy, sạc rất là dễ. Một cái quạt bình thường như thế này thì sẽ sử dụng được 5 đến 6 tiếng đồng hồ liên tục nhé. Nếu mà gia đình nhà mình mà có mất điện thì dùng cũng thoải mái. Bây giờ em sẽ test các chế độ gió cho anh chị em nhìn nhé. Gió rất là khỏe luôn, người lớn trẻ nhỏ. Đấy, các chế độ gió này đấy, các chị anh chị em có thể nhìn rõ được cái tốc độ gió của nó khỏe lúc như nào nhé. Quạt rất là chắc chắn, chân quỳ mình có thể để thoải mái, không sợ trẻ con cho tay vào đây nhé, rất là an toàn luôn. Các chế độ gió các chị em có thể nhìn. Quạt rất chắc chắn này, chân quỳ mình có thể vặn các số này, các chế độ gió của quạt nhé. Đó, có thể cho bé cho con rất là chắc chắn.